Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Chợ Xuân Hòa tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. NATO đẩy mạnh hoạt động quân sự gần biên giới với Nga. Trang mạng WikiLeaks tung ra các tài liệu cho thấy cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA bí mật theo dõi hoạt động của các quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay xe buýt là loại phương tiện công cộng thông dụng ở tỉnh ta, ngày càng được đông đảo người dân tham gia. Công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc là một trong những doanh nghiệp thực hiện dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt đáp ứng nhu cầu của người dân. Năm 2009, công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc được tỉnh giao thực hiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với hai tuyến là Vĩnh Yên Tam Đảo và Vĩnh Tường Phúc Yên. Trong 6 tháng hoạt động, các tuyến xe buýt của đơn vị đã trở thành phương tiện đi lại chủ yếu của hàng triệu lượt người dân trong tỉnh. Sau khi đi vào hoạt động từ 2009, thì công ty cũng đạt được một số kết quả được nhân dân trong tỉnh đánh giá ủng hộ, và cái số lượng hành khách đi lại năm sau là cao hơn năm trước. Nhân dân, học sinh, sinh viên đã ý thức được cái việc đi lại bằng xe buýt, do đó là cái nhu cầu nó rất là cao trong những cái năm vừa qua. Với tổng số 18 phương tiện hoạt động, chạy trên 100 lượt một ngày, trung bình mỗi năm phục vụ trên 4 triệu lượt hành khách. Từ khi đi vào hoạt động, công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc luôn nghiêm túc chấp hành tốt các quy định liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Bằng phương tiện có chất lượng, giá vé rẻ, hành trình và biểu đồ chạy xe hợp lý, các tuyến xe buýt của đơn vị đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất như phương tiện đã xuống cấp và đời sống của cán bộ công nhân viên chưa được đảm bảo. Hai tuyến xe buýt mà đến cái thời điểm hiện tại thì đã là hoạt động được 6 năm, do đó cái chất lượng phương tiện nó cũng không còn được tốt. Trong cái công tác điều hành thì nhiều lúc nó còn gặp cái khó khăn, và trong cái quá trình hoạt động thì có những cái biến động về cái giá vật tư nhiên liệu rồi xăng dầu. Rồi cái trong khi là cái điều chỉnh của ủy ban tỉnh thì nó chưa được kịp thời, do đó là doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn, và bên cạnh đó thì cái đời sống của người lao động nó cũng có những cái nó chưa được thuận lợi, được tốt, do cái quỹ phúc lợi cho đối với người lao động thì cũng chưa được trích lập. Và trong cái quá trình hoạt động thì cái thời gian làm việc của người lao động rất là căng thẳng, kéo dài, thường một ngày là khoảng 12 đến 14 tiếng làm việc, và một năm là chúng tôi chỉ có được nghỉ có một ngày là vào ngày mùng 1 Tết. Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách bằng xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh, công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương tiện và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Với hơn 20 năm tuổi nghề, cô Nguyễn Thị Thái hiện là hiệu trưởng trường mầm non Hội Hợp B thành phố Vĩnh Yên, không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn, yêu nghề mến trẻ, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được cán bộ giáo viên nhà trường và phụ huynh tin yêu. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cô Nguyễn Thị Thái đã ước mơ trở thành một giáo viên mầm non. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm 2, chuyên ngành mầm non, năm 1992, cô nhận công tác tại trường mẫu giáo Hội Hợp để thực hiện mơ ước của mình. Qua hơn 23 năm công tác tại trường mẫu giáo Hội Hợp, cô hiểu công việc nuôi dạy trẻ rất khó khăn, vất vả, nhưng vì đam mê nghề, cô đã nỗ lực trong công việc, đảm nhận nhiều công tác chuyên môn như giáo viên đứng lớp, phó hiệu trưởng và hiện nay là hiệu trưởng trường mầm non Hội Hợp B. Nhiệm vụ nào được phân công, cô Thái cũng luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt, được đồng nghiệp đánh giá cao. Xác định nuôi dạy trẻ là một nghề đặc biệt vì không chỉ dạy mà còn phải dỗ dành, chăm sóc các bé bằng chính tình yêu thương của mình. Nên cô Thái luôn nhẫn nại, khéo léo khi chăm sóc và được trẻ yêu quý. Với những cố gắng nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị Thái vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Chợ Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên có diện tích gần 10.000 m2, là điểm giao thương trao đổi hàng hóa của người dân thị xã và người dân các vùng lân cận. Trong chợ có 128 tiểu thương kinh doanh buôn bán với những mặt hàng dễ cháy như vải, quần áo, nên chợ Xuân Hòa luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Nhận thức được điều đó, nên ban quản lý chợ Xuân Hòa đã luôn chú trọng và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ. Qua công tác kiểm tra thực tế của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Ban Quản lý chợ Xuân Hòa đã thường xuyên tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến các tiểu thương trong chợ, vận động các tiểu thương trang bị phương tiện chữa cháy. Đến nay, chợ Xuân Hòa là một trong những chợ đầu tiên của tỉnh, 100% các tiểu thương buôn bán trong chợ đều đã mua bình chữa cháy. Đồng thời, hàng ngày, Ban Quản lý chợ còn bố trí lực lượng duy trì công tác kiểm tra an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó đã kịp thời nhắc nhở và dập tắt các nguy cơ gây cháy nổ tại chợ. Xung quanh nhà chợ là ban quản lý đã xây dựng được cái hệ thống là nước để phòng cháy nổ ở tất cả các nhà, từ nhà 1 đến nhà 5, nhà 6 là ban quản lý chợ đã mỗi một nhà đã có một cái hồng nước. Hai là đặt vào cái đường điện ấy, là ban quản lý chợ đã vận động nhân dân bà con là mỗi một nhà xây dựng một cái cầu giao điện. Để đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy, ví dụ như bà con nhân dân ấy, là khi ra về người ta tự cắt được cổng giao điện của mình để đảm bảo cái công tác phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu buôn bán của các tiểu thương trong chợ ngày càng cao, chính vì vậy mà hiện nay trong chợ vẫn còn tình trạng các tiểu thương bày bán các loại hàng hóa ảnh hưởng đến hành lang thoát nạn và xe chữa cháy hoạt động khi có cháy xảy ra. Nhiều hộ kinh doanh sử dụng mái tôn, căng bạt che kín, tận dụng diện tích để xếp hàng. Các chủ quầy hàng sắp xếp các mặt hàng gần các ổ điện, sát bóng điện. Một số hộ kinh doanh sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý chợ Xuân Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đưa ra các biện pháp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ. Về phía Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 trực tiếp quản lý, thì chúng tôi tiến hành là một là tiếp tục đề nghị với Ủy ban dân phường Bình Xuân và Ủy ban dân thị xã là cấp kinh phí, là trình hồ sơ thẩm duyệt về công tác phòng cháy chữa cháy. Cái việc thứ hai nữa là phối kết hợp với công an phường là đi là giải tỏa là các cái bán máy một hai cái đường xe máy, cái đường xe máy lối thoát nạn và cái đường xe chữa cháy khi sự cố cháy nổ ra. Cái điểm thứ ba nữa là chúng tôi tiến hành thường xuyên tuyên truyền đến từng hộ gia đình một và trực tiếp cùng ban quản lý là đi phối hợp với công an phường đấy, là đi tiến hành kiểm tra phòng cháy cháy kể cả ban ngày và trực tiếp đột xuất vào ban đêm. Những giải pháp thiết thực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với sự nỗ lực của ban quản lý chợ, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Xuân Hòa ngày càng được nâng cao. Các tiểu thương trong chợ ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó nâng cao ý thức trong quá trình kinh doanh, buôn bán tại chợ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo thông tin mới công bố, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc trong vài năm gần đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga lên nhiều lần. Theo đó, trong hai năm 2012-2013, NATO tiến hành trung bình khoảng từ 90 đến 95 cuộc tập trận gần biên giới Nga, chiếm hơn một nửa tổng số cuộc tập trận, khoảng 150 cuộc hàng năm. Số các chuyến bay tuần tra cũng tăng lên nhiều lần, bay do thám tăng lên 9 lần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện xung quanh biên giới nước này có khoảng 400 căn cứ quân sự của Mỹ và các nước thành viên NATO. Các máy bay RS-135 của Không quân Mỹ cũng thường xuyên tiến hành các chuyến bay do thám chiến lược dọc biên giới Nga. Trong năm 2014, các máy bay này thực hiện tổng cộng 137 chuyến bay so với 22 chuyến trong năm 2013. AP đưa tin trang mạng Wikileaks tung ra các tài liệu cho thấy Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA bí mật theo dõi hoạt động của các quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó có 4 tài liệu tối mật liên quan tới các cuộc trao đổi nội bộ về thương mại quốc tế và chính sách ứng phó biến đổi khí hậu. Một trong các tài liệu trên ghi chú là được chia sẻ với Australia, Canada, Anh và New Zealand. Wikileaks cũng đưa ra một danh sách 35 mục tiêu Nhật Bản bị NSA nghe lén điện thoại, bao gồm văn phòng nội các quan chức của Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính và phòng nhiên liệu hóa thạch của các công ty Mitsubishi và Mitsu. Hiện nhà chức trách Nhật Bản chưa lên tiếng về vụ việc này. Trước đó, Wikileaks từng ra các báo cáo tương tự về việc Mỹ do thám Đức, Pháp và Brazil. Theo AFP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đề cử Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này Manuel Rosas đại diện cho Đảng Tự do LP cầm quyền ra tranh cử Tổng thống năm 2016, cho rằng đồng minh lâu năm này của ông là người tốt nhất để đẩy mạnh cải cách chống tham nhũng.
Ông Aquino bày tỏ, chúng tôi đã chọn ra được một người chắc chắn sẽ theo đuổi con đường ngay thẳng. Tôi tin rằng không có ai xứng đáng hơn Bộ trưởng Mark Grossack. Con đường ngay thẳng là cụm từ ám chỉ chiến dịch chống tham nhũng mà ông Aquino cho rằng đã mang lại sự tăng trưởng kinh tế chưa từng có tại đất nước vạn đảo đang bị bần cùng hóa này. Về phần mình, Bộ trưởng Grossack tuyên bố, tôi chấp nhận thử thách này, tôi sẽ không bao giờ rời xa con đường ngay thẳng. Dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Philippines sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2016 và các đảng phải đăng ký ứng viên tham gia tranh cử trước thời hạn chót là trung tuần tháng 10. Cục Thống kê Kinh tế của Mỹ ngày 30 tháng 7 công bố báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của nước này đạt mức 2,3% trong quý 2, cao hơn nhiều so với mức 0,6% của quý 1. Sự phục hồi của Mỹ đã được dự đoán trước khi kinh tế nước này hoạt động sa sút do đợt thời tiết khắc nghiệt vào quý 1. Tuy nhiên, ngay cả con số tăng trưởng 0,6% của quý 1 cũng đã được điều chỉnh tăng từ con số ban đầu là âm 0,2%. GDP tăng trưởng mạnh lên phản ánh chi tiêu của cả người tiêu dùng và các bang đều tăng, thu nhập cố định của người dân và xuất khẩu cũng tăng, góp phần bù đắp mức chi tiêu liên bang giảm, tồn kho hàng hóa của khu vực tư nhân thấp hơn và nhập khẩu tăng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2015, GDP của Mỹ tăng trưởng 1,5%, thấp hơn mức 1,9% của cùng kỳ năm 2014. Theo các chuyên gia kinh tế của Economics Intelligence Unit, tốc độ tăng trưởng đó thể hiện kinh tế Mỹ vẫn hoạt động tương đối khả quan trong nửa đầu của năm, cho nên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn có thể tăng lãi suất vào tháng 9 tới. Facebook đã sẵn sàng tiến hành các cuộc bay thử nghiệm thiết bị bay không người lái tầm cao để phục vụ kế hoạch phủ sóng Internet tới những khu vực kém phát triển trên thế giới. Trong tuyên bố, đại diện Facebook cho biết thiết bị bay không người lái Aquila đã hoàn thiện và sẵn sàng bay thử. Aquila có sải cánh dài tương đương máy bay chở khách Boeing 737 và có trọng lượng nhẹ hơn xe ô tô con. Máy bay này có thể truyền kết nối Internet tới mặt đất từ độ cao 18.000 đến 27.000 mét, sử dụng năng lượng mặt trời và có thể hoạt động liên tục trong 3 tháng mà không cần tiếp nhiên liệu. Với mục tiêu phổ cập Internet ở cấp độ toàn cầu, Facebook đang triển khai dự án nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới cho phép người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể dễ dàng truy cập Internet được phát miễn phí từ các thiết bị trong không gian. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.